giảng ngắn gọn thôi, mình xong sớm nghỉ sớm. Vâng ạ. Bài Ulinfo này nó cũng thực ra nó bao gồm nội dung của hai bài phía dưới, như Ulinfo Hopkin và Ulinfo Nanhopkin. Hai cái bệnh này là hai cái bệnh khác hẳn nhau, có rất ít cái điểm chung. Bệnh Hopkin thì được Thomas Hopkin lần đầu tiên đưa ra từ năm 832, cái bệnh lý của hạch ngoại vi, chủ yếu là hạch. Thường là các bệnh nhân sẽ đến khám với cái tình trạng là có hạch cổ, sau đó cái trình tự di căn hạch là từ hạch cổ này xong rồi xuống hạch trung thất, sau đấy lên hạch cổ đối bên, rồi lại đi các cái hạch xa, xa khác, ít khi mà di căn đến các cái cơ quan ngoài hạch. Thế còn bệnh và bệnh Hawking này người ta chưa tìm được nguyên nhân. Với cái bệnh lý Nanhopkin là cái bệnh lý nó khác hơn rất nhiều. Thì nó sẽ biểu hiện được cả hạch và các cơ quan ngoài hạch. Với cái tính chất của hạch thì nó sẽ rất giống như là tính chất hạch di căn của ung thư biểu mô khác. Tính chất hạch của Ulinfo Hopkin thì cũng lại khác. Hai cái này tôi sẽ so sánh trong phần sau. Nhưng mà thường thì Ulinfo Nanhopkin thì sẽ có tiên lượng xấu hơn và nó có nhiều thể phức tạp hơn. Mình sẽ phải phân ra các cái thể nguy cơ thấp, nguy cơ cao bằng hóa môn miễn dịch và sau đó mình điều trị theo cái thể nguy cơ. Tiên lượng cũng rất đa dạng, rất phức tạp. Tóm lại Ulinfo Nanhopkin là một bệnh đa dạng phức còn Ulinfo Hopkin là một bệnh tương đối thuần nhất hơn, biểu hiện chỉ ở hệ thống hạch thôi, hiếm khi ngoài hạch. Ulinfo nanhopkin thì có liên quan đến một số những cái yếu tố nguy cơ trong bài hôm trước tôi đã giảng, là bài cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân. Chẳng hạn như là virus EBV, mọi người có nhớ không ạ? Epstein-Barr virus có liên quan đến chứng Ulinfobukit, đây là một Ulinfo nanhopkin tế bào B, hoặc là phóng xạ. Người ta thấy là ở vùng điện hạt nhân Chernobyl của Nga sau vụ nổ điện nguyên tử, nhà máy điện nguyên tử, và ở hai vùng Hiroshima Nagasaki thì cái tỷ lệ Ulinfo nanhopkin là tăng lên nhiều so với cả trước đó. Đây là một cái slide có khá là nhiều cái khái niệm mới. Ulinfo đây là một cái hình tròn chung này, là các bệnh lý của hệ tạo huyết, và hạch ngoại biên cũng nằm trong hệ tạo huyết, trong đó nội dung bài của chúng ta hôm nay của bộ Ulinfo nanhopkin và bệnh Hopkin. Còn CLL và ALL tức là bạch cầu mạng và bạch cầu cấp, các cái rối loạn tương bào khác. Đa số các bệnh lý đấy thì điều trị ở bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương. Ngoài ra thì bệnh viện ca cũng đã có khoa bệnh lý hệ tạo huyết, có thể điều trị đại đa số các bệnh lý về hệ tạo huyết. Với phân nhóm Ulinfo không thì 2 phần 3 các ung thư lympho nanhopkin là Ulinfo tế bào B. Trong lympho nanhopkin mình chia ra là tế bào B, tế bào T và tế bào NK, là tế bào diệt tự nhiên ấy, natural killer, trong đó chủ yếu là tế bào B, tế bào T thì ít hơn. Với bệnh Hopkin thì mình sẽ chỉ gặp có khoảng độ 8,2% trong các bệnh tạo máu thôi, tiên lượng thường là tốt hơn. Mình cũng sẽ có cái thể bệnh thì ở phía sau tôi sẽ trình bày rõ hơn. Về cái hình ảnh lâm sàng thì đây hai trường hợp khác nhau và chúng ta cần phải phân biệt. Đặc điểm hạch của Ulinfo Hopkin và đặc điểm hạch của Ulinfo Nanhopkin. Đây có thể là câu hỏi thi lâm sàng mà nhiều nhiều bạn sẽ bị hỏi. Đây, đặc điểm hạch của Ulinfo Hopkin thì là hạch thường là mềm. Hạch có thể là hơi mật độ nó hơi chắc một chút chứ không phải là chắc cứng đét, mà nó là mức độ gọi là trung gian giữa mềm và chắc. Khá là di động, ra vùng hạch ít khi bị thay đổi. Đặc điểm Ulinfo Hopkin rất đặc biệt, thường là mềm hơn.
mềm là mềm so với cả các cái hạch ung thư, di căn bị ung thư biểu mô, và mềm so với ung thư nanopi, chứ nó mật độ cũng vào mức trung gian. Với u lympho nanopin thì đặc điểm hạch na ná như các ung thư di căn biểu mô khác, đấy hạch cứng chắc. Ngoài ra thì thường là mới đầu là đơn độc, nhưng sau đó sẽ to nhanh, phát triển thành chùm đối xứng hai bên, và hay có tổn thương ngoài hạch đi kèm. Rất là nhiều các bệnh lý ở nơi khác, nhưng mà sau khi sinh tiết xong thì lại có cái kết quả là u lympho nanokin biểu hiện tại đấy. Ví dụ như là cam vòm, hay là u trung thất, hay là thậm chí là tinh hoàn, hay là tiền liệt tuyến, tiêu hóa, nói chung là khắp mọi nơi u lympho nanokin là một thể bệnh phức tạp. Một cái đặc điểm lâm sàng nữa của hai bệnh này có thể chung nhau, đấy là cái hội chứng B. Đây là một câu hỏi cũng có thể thi đối với thi lý thuyết cũng như là thi lâm sàng, rất hay hỏi về chủ đề hội chứng B. Tức là có ít nhất một trong ba cái triệu chứng sau: một là sốt kéo dài, là mình đã loại trừ được các nguyên nhân nhiễm khuẩn; hai, vã mồ hôi về đêm. Nhiều bệnh nhân đến gặp với chúng tôi và mô tả là ngủ dậy là ướt đẫm hết áo trong. Thứ ba là triệu chứng sút cân, sút lớn hơn 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng. Cái triệu chứng cận lâm sàng, sau khi lâm sàng mà mình bệnh nhân đến thì mình than phiền vì tổn thương tại hạch chẳng hạn. Bây giờ mình cần phải làm gì? Mình cần làm gì để chẩn đoán xác định? Quan trọng nhất để chẩn đoán xác định lấy là sinh tiết hạch. Và sinh tiết hạch đối với u lympho, nếu mà sinh tiết bằng phương pháp sinh tiết mở mà mình phẫu thuật bằng tiểu phẫu đấy, thì mình cần thiết là phải phẫu thuật lấy trọn hạch. Còn chọc cyto thì nó ít ý nghĩa. Các bạn có biết vì sao không? Trong ung thư di căn biểu mô thì chọc cyto có ý nghĩa hạch này, cái là quan trọng nhất. Và muốn lấy được cái vỏ hạch thì mình sinh tiết chọn hạch thì mình sẽ có được cái bệnh phẩm cần thiết để mình chẩn đoán. Chứ chọc tế bào thì mình không thể, rõ ràng cái kim nhỏ không thể lấy được thành phần vỏ hạch được nhiều. Các lớp vi tính lồng ngực, cổ bụng thì để mình chẩn đoán xem là có những cái tổn thương nào liên quan. Tủy đồ và sinh tiết tủy xương để mình thứ nhất là đánh giá xâm lấn tủy xương, đánh giá thứ hai là đánh giá xem tủy nghèo tế bào hay giàu tế bào, thứ ba là phân biệt với cả lơ sơ mi dòng lympho. Lơ sơ mi tức là bệnh bạch cầu đó. Về chẩn đoán phân biệt với một tổn thương hạch thì mình cần phải đặt ra các cái chẩn đoán, thứ nhất là hạch viêm, thứ hai là ung thư biểu mô khác gì cả này, đặc biệt là hạch cổ. Hạch cổ có những cái thành phần hạch thì nó sẽ lại điển hình cho các cái khối u ở gần đó. Ví dụ như hạch nhóm 1, nhóm 2 có sẽ có điển hình cho ung thư khoang miệng, hay là các cái ung thư vòm. Hạch nhóm 3, nhóm 4 thì sẽ có nhiều loại ung thư hơn, nó không thực sự điển hình cho ung thư nào. Với hạch thượng đòn thì hay là từ các cơ quan hạch di căn của các carcinoma nơi khác đến, ví dụ như là dạ dày, đại tràng hay là phổi. Và thứ ba là mình cần phải chẩn đoán phân biệt với bệnh bạch cầu lympho, tức là bệnh lơ sơ mi biểu hiện tại dòng lympho. Cái này thì gần như không có cách nào khác ngoài việc là sinh tiết tủy xương và sinh tiết hạch. Với hạch viêm thì chúng ta thường xử lý như thế nào? Hạch viêm nó hay đi kèm cái tính chất sau là đau, kích thước thường là cũng tăng nhanh, có thể đi kèm là đỏ da của cái vùng hạch đó, thường là mềm, di động tốt. Hạch viêm thì chúng ta có thể cho thuốc chống viêm, thì sau một thời gian hạch sẽ nhỏ đi và mình đánh giá lại. Đôi khi là
ẩn sâu ẩn đằng sau cái hạch viêm đấy nó lại là cái hạch ung thư. Sau khi điều trị thuốc kháng viêm một thời gian mình khám lại, lúc đấy mình mới lại khám được cái hạch ung thư với ung thư biểu mô di căn hạch. Thường là biểu hiện bởi các hạch cứng chắc, thường là trong trường hợp này mình sẽ sinh tiết hạch để chẩn đoán. Tương tự đối với là trường hợp bệnh bạch cầu, mình cần thiết phải sinh tiết hạch và đánh giá tùy xương. Đây là nội dung quan trọng nhất bài ngày hôm nay đối với bài UNIFO, đấy là chẩn đoán giai đoạn theo Anabo. Đây là phân loại được hai nhà khoa học Anabo đưa ra vào năm 1971 với 4 giai đoạn 1, 2, 3, 4 kèm theo một vài những cái ký hiệu khác, đấy là E, S và B. E tức là ngoài hạch, extranodal. S là viết tắt của spleen, nghĩa là lách. B tức là hội chứng B thì chúng ta vừa học vừa nãy ạ. Mọi người vẫn nghe được đúng không? Vẫn nghe được đúng không? Vâng ạ. Vâng. Đây là phần rất quan trọng nên là muốn đảm bảo là cả lớp phải được nghe ít nhất là nội dung này trong cái bài UINFO. Nó quan trọng bởi vì cái mục tiêu học của chúng ta nó gói gọn là trong cái việc mà mình được giới thiệu, mình được biết về cái bệnh đấy, và thứ hai mình chẩn đoán là cái giai đoạn bệnh đấy. Thế còn việc điều trị thì chắc chắn là sinh viên mình học xong mình cũng không thể nào mà ra được phác đồ điều trị, hoặc có lẽ là mình chỉ nghe loáng thoáng mà cái phác đồ nào là cái phác đồ thường dùng đối với cái bệnh ung thư lympho thế thôi, thế là thành công rồi. Mình chẩn đoán giai đoạn là mình phải làm được. Giai đoạn 1 là tổn thương một vùng hạch duy nhất hoặc một cơ quan hay một vị trí ngoài hạch duy nhất. Đây, đây cái hình ảnh giai đoạn 1 đấy. Một hạch ở đây là một vùng hạch duy nhất chứ không phải là một hạch duy nhất. Mọi người lưu ý. Một vị trí ngoài hạch, chẳng hạn một bệnh nhân ung thư lympho nam Hodgkin biểu hiện ở tiền liệt tuyến, không có hạch cổ, không có hạch ở nơi đâu cả, sinh tiết thì ra là u lympho nam Hodgkin. Thế mình chẩn đoán là ung thư giai đoạn nào? Giai đoạn 1A, 1AE. Bởi vì đây là chỉ có một vị trí ngoài hạch duy nhất nên là 1E rồi, thêm A là không có triệu chứng toàn thân, chẩn đoán là 1AE. Với trường hợp mà bệnh nhân tổn thương từ hai vùng hạch trở lên cùng phía cơ hoành, hoặc tổn thương ở khu trú ở một cơ quan hay một vị trí ngoài hạch kèm theo một vùng hạch thì mình sẽ chẩn đoán là giai đoạn 2. Như vậy giai đoạn 2 này sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai vùng hạch trên cơ hoành, tức là hạch trung thất và hạch cổ, hạch nách, hai vùng hạch trên cơ hoành, hoặc trường hợp một tạ và một vùng hạch. Trường hợp thứ ba là tổn thương nhiều vùng hạch ở cả hai phía cơ hoành. Thứ ba là chắc chắn là phải có tổn thương hạch ở cả hai phía cơ hoành, có thể đi kèm với cả cơ quan ngoài hạch hoặc không, lách hoặc không. Trường hợp thứ 4 là lan tràn nhiều vị trí ngoài hạch. Chẳng hạn như là nếu mà chỉ một vị trí ngoài hạch thôi thì có thể chỉ là giai đoạn 1. Nhưng đến hai vị trí ngoài hạch thôi thì đã là giai đoạn 4, khác nhau rất nhiều. Cái bảng này là cái bảng mà mình cần phải nghiên cứu kỹ. Ở nhà các bạn tự luyện tập bằng cách là mình tự đặt ra một số những cái trường hợp như có tổn thương ở đây, ở đây, ở đây và chẩn đoán giai đoạn là gì. Cái hình minh họa này cũng sẽ giúp ích phần nào để chúng ta tưởng tượng. Cứ nhớ là hai phía cơ hoành là giai đoạn 3, một phía cơ hoành hai vị trí hạch là giai đoạn 2. Có cơ quan ngoài hạch thì lúc đấy mình lại phải tính cơ quan ngoài hạch đấy nó đi một mình thì là 1AE. Cơ quan ngoài hạch đấy mà nó đi
cùng với một vùng hạch khác, thì giai đoạn 2 cơ quan hạch đấy mà nó lại đi kèm với một cơ quan ngoài hạch khác, thì giai đoạn 4 đấy. Rất phức tạp. Để nhất là cái hai cơ quan dưới vừa mô bệnh học của lympho Hodgkin thì đây, nếu mà trình bày chi tiết thì đây chắc là nội dung khó nhất bài. Tuy nhiên là để nắm mức ngắn gọn để chúng ta có thể học và chúng ta nhớ được sơ sơ lược để có thể đảm bảo ít nhất là tối thiểu đi kia cái loại dễ hiểu nhất, ngắn gọn nhất. Lympho Hodgkin thì chia làm hai thể: thể kinh điển, thể nội lympho bạch. Thể kinh điển gồm có bốn thể nhỏ hơn. Cái kinh mức để thấy bệnh của lympho Hodgkin này là càng nhiều lympho bào thì càng tiên lượng tốt, càng nhiều tế bào mà mắc cú Westenberg thì lại càng tiên lượng xấu. Nên là cái thể mà tốt nhất là cái thể nốt trội lympho bào này. Hầu như là toàn bộ là dạng lympho bào. Lympho bào là thế nào? Là các tế bào mà nó rất là nhỏ, màu 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 đen trên hiển vi, li ti li ti ạ. Đấy là gọi là lympho bào. Thể nốt trội lympho bào nghĩa là hầu hết đều là lympho bào. Thể giàu lympho bào là lượng tốt nhì trong. Thể sơ nốt là tốt tiếp theo. Thể hỗn hợp lympho bào là đã bắt đầu kém rồi. Và thể mất lympho bào là tiên lượng kém nhất. Tức là càng nhiều lympho bào cái tiên lượng càng tốt. Với u lympho nanocytic thì chúng ta phân loại theo WFF, tức là Working Formula, công thức làm việc đấy. Formula là công thức, working là làm việc. Đây là một cái phân loại nó khá là thô sơ trước đây. Là phân loại theo độ ác tính thấp, trung bình và cao, tương ứng với cả WFF1 đến WFF3, WFF4 đến WFF7, WFF8 đến WFF10. Với thể độ ác tính cao nhất là WFF, nếu như không nhầm thì là WFF10, là u lympho Burkitt, là ác tính nhất. Như hôm trước tôi có nói u lympho Burkitt, các bạn có nhớ không? Thời gian nhân đôi u lympho Burkitt có những cái thể bệnh u lympho Burkitt, thời gian nhân đôi của tế bào chỉ 3 ngày. Đây là u lympho mà có cái quá trình nhân đôi tế bào cao nhất và tức là độ ác tính nó cao nhất. Nhưng may mắn đối với cả các cái u mà có độ ác tính cao này thì thường lại đáp ứng tốt với hóa chất. Và cái bảng phân loại thứ hai của u lympho nanocytic mới hơn, gần đây hơn theo WHO thì cái này sẽ cần nhuộm máu miễn dịch để chia làm hai nhóm: độ ác tính thấp và độ ác tính cao. Về phương án điều trị thì là u lympho Hodgkin hay không Hodgkin thì cả hai đều có phương án điều trị chính là hóa chất và tia xạ. Còn phẫu thuật là phương án điều trị mà ít có giá trị đối với cả cái u lympho, trừ một số trường hợp hiếm. Đối với cả trường hợp mà giai đoạn 1E và có thể bệnh thuộc cái thể độ ác tính thấp chẳng hạn, nói chung là chỉ định của phẫu thuật là rất hiếm trong trường hợp này. Đây là một thể bệnh của hóa chất và xạ trị, trong đây hóa chất là chiếm vai trò chủ đạo hơn. Lympho Hodgkin thì keyword của họ Lympho Hodgkin đấy là điều trị khỏi được hoàn toàn. Mà đã khỏi được hoàn toàn thì mình lại cần phải quan trọng đến cái việc mà chất lượng cuộc sống của người ta. Thấy các bạn có thể nhìn thấy trong cái minh họa về điều trị lympho Hodgkin ạ. Mình sẽ phải cân nhắc rất là kỹ dùng hóa chất bao nhiêu đợt. Sau đấy là có xạ trị liều thấp hay cao, để quan tâm đến độc tính chất lượng sống của người ta, vì bệnh này là khỏi hẳn, tiên lượng rất tốt. Với Ulifo nanokin thì khác hơn, thì phác đồ nó tương đối cố định hơn, nhưng đối với Ulifo hokin thì mình rất cân nhắc giữa số chu kỳ tế bào dựa theo là yếu tố tiên lượng của bệnh nhân. Rồi, tiếp tục quay ngược trở lại. Như đã nói thì phẫu thuật có vai trò điều trị rất là hạn chế, chủ yếu là sinh tiết hạch thôi. Ngoài ra thì với các khối u lympho ngoài hạch mà gây triệu chứng thì mình cần thiết phải phẫu thuật. Cách trường chiếu xạ trị
có hai cái quan điểm về chiếu xạ trong ung thư lympho. Cái quan điểm chiếu xạ kinh điển trước đây, tức là mình sẽ chiếu xạ toàn bộ các cái vùng, các cái hạch thuộc cái nhóm hạch liên quan, chẳng hạn bệnh nhân có tổn thương hạch trung thất, chẩn đoán u lympho Hodgkin chẳng hạn, sau hóa chất mình có thương chỉ định xạ trị, mình sẽ chỉ định xạ trị theo cái trường chiếu mantle, tức là đây mọi người thấy không? Rất rộng rãi, đương nhiên là ảnh hưởng của xạ trị cũng sẽ nhiều. Đặc biệt bệnh nhân u lympho Hodgkin thì nó có thể điều trị được khỏi hẳn, bệnh nhân sống được lâu, sống được đến lúc mà các cái tác dụng phụ của xạ trị này nó bắt đầu lộ ra và người ta sẽ thấy là theo cái trường phái kinh điển đó. Alo, còn nghe được đúng không? À. Cái trường trường phái xạ trị kinh điển này bây giờ đang đang thất thế hơn. Gần đây thì cái phương án trường chiếu cải tiến, tức là mình chỉ xạ trị vào vị trí hạch tổn thương, chẳng hạn có một cái hạch ở chỗ trung thất này, mình chỉ xạ trị vào cái hạch đấy thôi, mình sẽ không quá rộng ra cả cái vùng mantle này nữa. Và mình sẽ có cái chỉ định xạ trị nếu như hạch lớn ban đầu hoặc là hạch còn sót lại sau sau hóa trị. Đây là phần hóa trị, đây là vai trò điều trị quan trọng nhất của bệnh u lympho. Trong đấy hôm nay thì sẽ giới thiệu với các bạn hai phác đồ hóa chất thôi. Thứ nhất là phác đồ hóa chất ABVD thì điều trị u lympho Hodgkin, và phác đồ R-CHOP để điều trị u lympho nanoplastic. Nanoplastic tế bào B chủ yếu là dùng R-CHOP. Khi các bạn mà dùng phác đồ R-CHOP là đã điều trị khoảng độ 60 đến 80% các u lympho nanoplastic. Với phác đồ ABVD thì các bạn phải biết được các chữ viết tắt của nó là gì. Lớp mình đã được học bài các thuốc hóa chất chưa? Chưa thầy ạ. Wow. Ung thư mà chưa được học về các bài thuốc hóa chất thì là một cái thiệt thòi khi mà mình tiếp thu những cái bài nó khó như thế này. Rồi u lympho thì hóa chất đây là điều trị chính. Thế tạm thời ở đây tôi đã có ký hiệu viết tắt ABVD là lời viết tắt của những cái gì rồi. Thì chắc là về nhà mình học thôi, chứ còn nếu mà chưa học bài hóa chất thì mình cũng không thể nào mình học ngay tại lớp được. Thầy là nhồi nhét. Vâng ạ. Xin lưu ý đây là cái nội dung cả cái bài này tôi chỉ yêu cầu phác đồ hóa trị các bạn thuộc hai phác đồ này thôi. Thế là ABVD là có những thuốc gì và R-CHOP có những thuốc gì. Bên cạnh nội dung chính của mình là chẩn đoán phân loại anabo thì cái điều trị mình chỉ cần biết là Hopkin thì dùng ABVD, Nanokin thì dùng phác đồ CHOP hoặc R-CHOP. Thế là mình đã là có khái niệm về bệnh rồi. Còn chi tiết thì nó rất phức tạp. Cái chi tiết này các bạn tham khảo, có thể dùng để tra cứu khi mà đi lâm sàng mình gặp cái thể bệnh này. Chúng ta có những cái bảng có yếu tố tiên lượng xấu, dựa vào yếu tố tiên lượng xấu và giai đoạn 1, 2 hoặc 3, 4. Chúng ta sẽ có cái phương án này. Có một điểm đặc biệt lưu ý đối với u lympho Hodgkin, đấy là tiên lượng tốt nên là mình phải đánh giá điều trị sớm. Mình sẽ dùng PET-CT. PET-CT để mình đánh giá. Có cái khái niệm gọi là PET interim, tức là ABVD được 2 chu kỳ rồi nên mình đánh giá PET luôn xem bệnh đáp ứng tốt hay không. Bởi vì nó tiên lượng tốt nên mình lại càng phải điều trị chuẩn chỉ và cân nhắc thật kỹ trên từng bệnh nhân. Tiên lượng tốt thì người ta sẽ sống được lâu, sống được lâu thì mình điều trị mà bị quá mức ấy thì sẽ đem lại cái hậu quả lâu dài cho người ta, chẳng hạn như bleomycin là hóa chất mà gây tác dụng phụ tích lũy trên phổi, lâu dài bệnh nhân sẽ bị xơ phổi. Xơ phổi nó giống như là hậu COVID, bệnh nhân thay đổi cái chức năng hô hấp, không thể lao động nặng được. Xạ trị cũng vậy, xạ trị cũng có những cái tác dụng phụ của xạ trị, mình sẽ cân nhắc trên từng bệnh nhân. Trị u lympho nanoplastic thì phụ thuộc vào độ ác tính thấp hay độ ác tính cao. Độ ác tính cao thì mình bắt buộc mình phải điều trị toàn thân. Với độ ác tính thấp thì mình phụ thuộc vào giai đoạn.
Hóa trị liều cao ghép tế bào gốc chủ yếu là sử dụng đối với cả chỉ định ung thư lympho tái phát. Theo dõi sau điều trị thì có một cái điểm lưu ý, đấy là cái thời gian theo dõi vẫn giống như các bệnh ung thư khác thôi, mà về cái chỉ điểm chất chỉ điểm ung thư LDH và beta 2 microglobulin có thể được xem là marker theo dõi đối với lympho nanokin. Và nội dung của bài lympho đến đây là kết thúc. Bài này trọng tâm là phần phân loại giai đoạn thứ hai lão bo và những cái sơ lược về điều trị hóa chất xạ trị. Bạn có hỏi thêm gì về u lympho hay là ung thư gan hay kể cả bệnh khác được, chúng ta sẽ có khoảng độ 10 phút hỏi đáp trước khi kết thúc bài ngày hôm nay. Thế quay lại cái slide ban đầu mà so sánh hai hai hạch hốc tim cả nôm quy đúng không? Cái đặc điểm của hạch u lympho nanokin thì tôi lại không biết vào đây. Đây là slide cũ của thầy Hoàng Huy Hùng. Cái đặc điểm của hạch của u lympho Hopkin thì nó tương đối mềm hơn, chứ nó không phải là mềm hẳn như hạch viêm, nhưng mà nó là cái mật độ là tương đối mềm hơn, di động ra vùng hạch ít khi bị thay đổi. U lympho nanokin thì hạch thì nó mới thường là mới đầu xuất hiện đơn độc, về sau nó sẽ to nhanh và thường mọc cành chùm, có thể đối xứng hai bên, mật độ thì cứng chắc, rất ít di động. Cái hội chứng B là chỉ gặp trong trường hợp của hạch lympho phải không ạ? Không không. Không gặp trong cái cả hai mà. Gặp trong cả hai u lympho. Gặp cả trong u lympho Hodgkin và cả nanokin. Trong u lympho Hodgkin tỷ lệ gặp cũng không phải ít. Tỷ lệ đâu đó 15-20% không nhớ chính xác lắm. Đặc biệt là những u lympho Hodgkin là hay gặp là u lympho nanokin mà thể tế bào B B lớn lan tỏa này. Là hay gặp cái hội chứng B này hơn so với các thể bệnh tiến triển chậm. Tóm lại hội chứng B nó đặc trưng cho cái việc mà tiến triển nhanh của ung thư. Thưa thầy, cho em hỏi là cái hạch viêm nó có thể tiến triển thành ca hóa không hả thầy? Không, nó hai bệnh khác nhau ạ. Chẳng qua là đôi khi là có cái hạch viêm nên là mình khám ở cái khu vực đấy mình sẽ không phát hiện được, nếu như có hạch có hay ung thư ở gần đó nó bị ẩn đằng sau mình không phát hiện ra được. Còn đã bản chất là hạch viêm thì nó không không phải cao hóa. Tuy nhiên là hạch của ung thư nó có thể gây gây ra các cái triệu chứng viêm quanh cái hạch đấy, nhưng bản chất nó vẫn là hạch ung thư và khi mình sinh tiết ra thì nó là hạch ung thư. Chứ sinh tiết ra nó hạch viêm nó không thể là ca hóa được. Vâng, em cảm ơn thầy. Em thầy cho em hỏi một chút, em có người nhà ấy, trước khi tiêm phòng Covid thì không vấn đề gì cả, tiêm xong thì nó nổi hạch rất nhiều vùng cổ vùng mặt ấy. Vâng, thì nó to ấy. Hiện tại thì sinh tiết ở trên viện ca thì hiện tại lành tính mà điều trị trong khoảng 1 tháng thì lại mất. Đầu tiên em nghĩ là hiện tượng u lympho Hodgkin ấy, nhưng mà sinh tiết lại lành tính của u hạch viêm thôi thì hiện tại có liên quan đến gì? U lympho nanokin và mối liên quan với tiêm phòng thì người ta chưa tìm thấy. Thế còn nhiều trường hợp tiêm phòng xong đã xuất hiện hạch như thế này. Đặc biệt ngày xưa là khi mà chúng ta chủng lao ấy, tiêm phòng lao thì chúng ta thường hay chủng ở cái cánh tay ấy, có cái sẹo rất là lớn ấy. Và ngồi còn bé thì không biết các bạn có để ý không, nhưng mà rất nhiều trẻ em xuất hiện cái tình trạng mà nổi hạch sau khi mà chủng lao. Thì cái vaccine tiêm Covid này thì đâu đó nó sẽ có một vài người sẽ biểu hiện bằng cái tình trạng viêm của hệ thống hạch. Mình sẽ uống thuốc corticoid một thời gian là sẽ hết. Không liên quan, không không phải hạch ung thư đâu.
Vâng, cái khả năng cho liên minh khác thì mình thì chúng em thì cũng trạm trưởng ở trạm xá mà. Vâng. Tiêm phòng xong thì lỗi hạch thì đi sinh tiết ở tất cả các cơ sở đấy, nên cả bệnh ca với cùng với một u lành hạch lành đấy, hạch viêm đấy. Vâng. Trong khoảng một tháng thì chú mất cơ thể vâng. suy nhược. Vâng. Vâng. Thì em không biết có liên quan không cả. Vâng. Nó đôi khi cái phản ứng viêm sau khi mà tiêm vaccine ấy nó cũng phức tạp. Có thể là thậm chí là nó phản ứng viêm nó đã thể hiện ở hệ thống mạch thì cứ gì nó lại không thể hiện ở các hệ thống khác, đúng không? Thế có khi là lại viêm toàn thân đó, nó hội chứng viêm nó thể hiện ở nhiều vị cơ quan vị trí, có thể kéo theo những cái tình trạng viêm ở những cơ quan rất nguy hiểm với tính mạng, ví dụ viêm cơ tim. Từng chứng kiến những bệnh nhân viêm cơ tim chết trong một ngày, sáng đau ngực và đến trưa vào viện là mất rồi. Phẫu thuật tử thi thì là viêm cơ tim sau phản ứng tiêm phòng vaccine. Có thể em cảm thấy nói cái u máu của gan không ạ? À, vâng, u máu của gan có hai trường hợp, gọi là u máu điển hình và u máu không điển hình. Trong đó u máu không điển hình thì cũng rất khó để phân biệt với ung thư, đặc biệt khi kích thước nó nhỏ. Bởi vì nó không điển hình và nó cũng không ngấm thuốc điển hình giống như là ung thư điển hình. Nên là nó rơi vào cái tình trạng là mình không biết được là u lành hay u ác. Thì cách tốt nhất trong trường hợp này thì là mình theo dõi định kỳ và mình khám lại. Mình phát hiện ra cần thiết, nếu mà mình vẫn thấy nghi ngờ về mặt lâm sàng, mình có thể chọc tế bào hoặc sinh thiết. Nếu bác sĩ lâm sàng nghi ngờ kích thước nó lớn lên chẳng hạn. Thế còn về u máu, các bạn muốn hỏi thêm gì? U máu có tiến triển thành ung thư hay không, hay là như nào? Vâng, tại vì nhà em có cái u máu gan đấy thì mới đầu cứ tưởng là ung thư, xong về sau thì đi kiểm tra thì phát hiện loại trừ là ung thư. Nhưng mà em đang muốn nói là cái phương pháp để mình điều trị cái này thì về sau mình có phải tắt mạch đấy, hay là cứ để nó duy trì sống chung với mình? U máu về cơ bản là mình không điều trị nếu như mà không có biến chứng hoặc là không nghi ngờ biến chứng. Biến chứng ở đây có thể là nó lớn quá, nó nguy cơ vỡ, nó sẽ tạo thành cái nang lớn, nguy cơ vỡ lớn hơn khoảng độ 10 phân nếu tôi nhớ không nhầm trong sách cũ ngày xưa khi chúng tôi đang đi học, thì có chỉ định phẫu thuật. Thế còn bình thường thì không có chỉ định can thiệp gì. Vì đúng là hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình, không ảnh hưởng chức năng gan. Nó sẽ tăng dần theo thời gian, mà thường là cái mức độ tăng nó sẽ chậm. Nhưng tôi có theo dõi một số bệnh nhân, người quen, người thân thì khoảng độ 10 năm đâu đó nó mới tiến triển từ mức 1 cm lên khoảng độ 2 hoặc 3 cm. Nếu mà trường hợp nào mà tăng nhanh quá là mình cũng phải đặt ra câu hỏi. Đặt ra câu hỏi, còn sinh thiết và cái tổn thương máu này sợ chảy máu đó. Không phải đơn giản mà trong máy vào đấy. Nên là trường hợp nào mà rất nghi ngờ thì chúng ta mới nghĩ đến các phương án xâm nhập thôi. Câu trả lời của bạn là sống chung rồi nói. Hôm nay cũng đến 4:30 rồi. Nghe trong 1:30 mà giảm 2 bài. Có lẽ là bài gan là được ưu tiên trọng tâm trọng điểm để mình nói hơn, vì thứ nhất là cái tỷ lệ Việt Nam là nó lớn quá, mà đa số các trường hợp ung thư gan không được điều trị một cách đầy đủ, bởi vì bệnh nhân đến viện thường trong giai đoạn không can thiệp được ung thư rồi, hoặc là giai đoạn có cả xơ gan kèm theo rất là nặng. Nên là cái ung thư gan cần được sự quan tâm của cộng đồng cũng như là của chính bác sĩ chúng ta nhiều hơn nữa, làm sao mà chẩn đoán được sớm hơn. Cái tiền để đầu tư cho cộng đồng để chẩn đoán được sớm hơn thì nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều so với cả việc mình phát triển các phương án điều trị toàn thân hiện đại mấy trăm triệu chỉ để kéo dài thêm có 1-2 tháng của bệnh nhân. Bài ung thư gan này các bạn
đặc biệt quan tâm cả về cái lâm sàng cũng như là cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Còn bài U-lympho thì nó là bài khó rồi. U-lympho nó đặc thù của ung thư. Chỉ có chuyên khoa ung thư và chuyên khoa huyết học là mình mới động đến lympho thôi. Mình có được cái khái niệm sơ đẳng nhất về nó. Một cái hình ảnh lâm sàng hiện lên trong đầu. Và biết chẩn đoán giai đoạn cũng như là biết phương án điều trị chính đây là hóa chất. Để cộng trừ thêm tia xạ. Vậy là thành công rồi. Bài học ngày hôm nay đây là hết. Nếu như mà các bạn không có câu hỏi gì thêm thì xin phép kết thúc buổi ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn và xin chào toàn thể các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ. Chào thầy. Chào thầy ạ.